Nếu như bạn muốn xóa một cái hình nền bất kỳ ở trên một hình ảnh hoặc là một video và giữ lại cái chủ thể mà bạn mong muốn thì cái video này dành cho bạn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để xóa một cái hình nền bất kỳ và giữ lại cái chủ thể mà bạn mong muốn ở trên phần mềm cấp cớt. Trong một số trường hợp thì cái hình ảnh hoặc video chúng ta nó không tách biệt rõ ràng giữa chủ thể và background đằng sau. Chỉ vì vậy nên sẽ gây khó khăn trong việc xóa cái background đằng sau thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước để bạn có thể xóa một cái background đằng sau bất kỳ của một cái video hoặc hình ảnh nào các bạn nhé. Nếu như bạn thấy thích cái chủ đề video này, hãy dành 3 giây nhấn vào nút like video và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở đây thì mình đang chuẩn bị hai bức hình với chủ thể rất là nhiều. Đây là bức hình đầu tiên, mình sẽ kéo xuống timeline. Bạn có thể thấy được là có đến năm con sư tử ở trong bức hình này. Vậy thì nếu trường hợp chúng ta muốn xóa background thì sẽ rất là khó và muốn giữ một cái con sư tử nào đó ở trong năm con này thì cũng sẽ rất là khó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể giữ lại một cái chủ thể bất kỳ ở trong cái hình ảnh này và xóa background những phần còn lại các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn nhấp vào cái hình ảnh mà chúng ta muốn xóa background. Tiếp theo nữa ở cái tab video góc trên bên tay phải chúng ta chọn vào cắt ẩn. Ở phần cắt ẩn này thì chúng ta sẽ chọn vào cái tab đã tùy chỉnh các bạn nhé chúng ta click chọn vào đây thì khi mà click chọn vào đấy thì chúng ta rê chuột lên màn hình chúng ta sẽ thấy một cái chấm mơ thì chấm mơ này chúng ta có thể chỉnh cỡ cho nó lớn hoặc nhỏ tùy theo cái chi tiết của đối tượng nó muốn là chúng ta muốn là chọn cái đối tượng nó chi tiết đến mức độ nào ở đây mình sẽ chọn là cỡ là 20 thôi ví dụ bây giờ mình muốn à, giữ lại con sư tử đực này và xóa hết tất cả những cái background đằng sau ok thì để mà có thể xóa được cái hình nền năng sau con sư tử đực này thì chúng ta sẽ rê cái con chuột và giữ con chuột bôi tròn hết toàn bộ cái cơ thể của con sư tử đực này lưu ý chúng ta sẽ không cần phải bôi hết toàn bộ filter hết toàn bộ con sư tử đực này đâu mà chúng ta chỉ cần là bôi cái ranh giới của nó thôi như thế này Đó, như thế này thôi. Rồi chúng ta sẽ buông tay ra. Thì như vậy à, phần mềm cấp nó sẽ tự động là gì ạ? Tròn cái ránh giới của con sứ tử được này như thế này. Sau khi chúng ta đã tròn sống và nó hiển thị cái màu đen hết toàn bộ cái con sư tử được này. Chúng ta nhấn vào áp dụng. Thì bạn có thể thấy được là mình đã xóa hết toàn bộ cái background đằng sau con sư tử được này. Một cách dễ dàng để mà có thể làm được với các phân tử khác ấy, thì chúng ta chỉ cần là nhấp vào cái nút reset này ha à, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái cò này ví dụ bây giờ mình chọn cái con sư tử này để uh, giữ nó lại đi mình sẽ cho nó rồi phần nào mà lúc ban đầu chúng ta tròn mà nó dư ra ấy, thì ở đây các bạn có thể thấy được nó dư ra một phần xuống dưới con sư tử lớn hơn thì mình chỉ cần nhấp vào cái tẩy này chúng ta sẽ tẩy cái phần Giữ ra đi. Ok, sau đó thì chúng ta nhấn vào áp dụng. Thì bạn có thể thấy được là nó đã giữ lại cái phần con số tử mà chúng ta muốn giữ còn lại, xóa hết các background còn lại. Thì đấy là cách mà chúng ta xóa hết tất cả những cái hình nền đằng sau video hoặc hình ảnh mà chúng ta không mong muốn và giữ lại cái đối tượng mà chúng ta đã chọn. Tiếp theo thì mình sẽ làm với hình dãy núi. Rồi mình sẽ tạm thời xóa hình này đi các bạn nhé. Rồi đối với hình dãy núi này thì mình muốn lấy nguyên cả cái răng núi này thì rất đơn giản chúng ta chỉ cần nhấp vào bức hình sau đó rê chuột lên tab video chọn vào cắt ẩn sau đó chọn vào đã tùy chỉnh tiếp theo thì mình sẽ chọn cỡ cò to hơn một xíu tầm 40 ha rồi mình sẽ bôi cái phần những cái phần nào mà phần rắn rưỡi của cái núi này các bạn này chúng ta sẽ bôi phần này đó đó, chúng ta sẽ bối như thế này nhé. Thì các bạn có thể thấy được là các cớt nó sẽ tự động là gì ạ? Khuấn vùng ranh giới để chúng ta sử dụng để giữ cái đối tượng ở góc. Sau đó chúng ta nhấn vào áp dụng. Thì như vậy thì cái hình nổi này nó đã được giữ lại rồi các bạn. Rất là đơn giản đúng không? Thì đấy chỉ là cách mà chúng ta có thể xóa được cái hình nền bất kỳ ở trên cái video hoặc hình ảnh nào có cách dễ dàng và nếu như bạn thấy cái chủ đề video này thú vị thì có thể nhấn vào nút like video và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong cái video tiếp theo các bạn nhé